Thêm một mặt là những cái sản phẩm quen thuộc nữa của bên em lên đường cho các bác khách hàng. Hôm nay sẽ có một cái đơn hàng của một bác đã yêu cầu bên em là test thử để đăng lên kênh cho các bác yên tâm. Và con này thì em sẽ làm lại rất là nhiều lần. Hôm nay sẽ có hai con Saiken và tổng cộng là hai con tô lên đường trong ngày hôm nay cho anh Dương và anh Châu. Đấy, thì hôm nay em sẽ test cho anh Dương trước đối với một sản phẩm là sò Saiken. Các bác sẽ rất là nhầm đối với sò tô và sò Saiken, nên các bác nên lưu ý là khi mà mua hàng về thì soi hàng đây. Soi ở đây để có thể biết là cái hàng của mình là Saiken hay là tô. Hai ốc vít, cả một ốc vít thì nó sẽ phân biệt rất là dễ đối với con sản phẩm này. Đấy, thì một sản phẩm này thì em đã có nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi. Và bên em vẫn đang bên phân phối và cung cấp cái sản phẩm 506 hàng nội địa xịn này. Đấy, các bác nào cần lấy số lượng hoặc là lấy lẻ chơi về gia đình thì cứ lên liên hệ bên em, thì bên em luôn luôn có những cái giá tốt cho các bác. Và luôn luôn như vậy thôi. Các bác đến cửa hàng xem thì sẽ vẫn có một sản phẩm tháo hết nội thất ra cho bác cùng xem toàn bộ nội thất trước khi chốt với cái sản phẩm của mình. Đấy, những cái mà mạch như mạch vỉ màu đỏ này, có chữ DS và cắt góc này, và vẫn là đầy đủ hết. IC50195 ở đây thì hơi tối nên em sẽ không soi được, đúng không ạ? Còn đâu đây là con sò Saiken. Đấy, nhìn ở cái góc này rất là đơn giản, nhiều bác cứ lầm tưởng là nhìn bên ngoài nhưng không nhé. Con thường là 506 nó làm hết những cái con ở con sò là ở bên trong này toàn bộ. Đấy, thì cơ bản là vậy thôi. Và bây giờ đang tiến hành setup và test lên cho bác Dương đối với sản phẩm 506 đây. Bên em vẫn đang có cái chương trình, nói chung là bên em hiện tại thì mùa dịch nên là bên em sẽ không bán hàng tại cửa hàng nữa, mà bên em sẽ tiến hành gửi hàng, nên các bác cứ yên tâm, cứ nhận hàng ở tận nhà, kiểm tra hàng mới thanh toán các bác nhé. Đấy, thì đây là một sản phẩm test với một con sản phẩm rất là quen thuộc bên em, đó là con cây 82 bát 30 hai tép. Con này thì gần như không có chế độ lỗi bao giờ đâu, rất là ít lỗi đối với cái sản phẩm 506 này. Đấy, những cái sản phẩm này thì bên em nhập toàn là hàng cao cấp về nên là không có chuyện chế độ lỗi. Các bác cùng nghe qua về cái chất lượng âm của con này. Hiện tại em dùng với một kênh nhá, một kênh và một đôi bát 30. Các bác có thể về ghép thêm một kênh nữa vào bát 25 và kênh thứ hai này. Nó chạy rất là. Đấy, em mới dùng một kênh thôi. Con này luống béo này, các bác nhìn này, luống béo. Đối với sản phẩm con này thì em test quá là nhiều video rồi. Các bác nào cần bản test full của con này thì có thể liên hệ qua Zalo cho em. Đấy, còn tôi test hàng qua cho anh Dương là hàng của anh đã đi trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Đấy, thì các bác nào cần quan tâm đến sản phẩm này thì bên em vẫn đang có cái giá cực kỳ tốt, rẻ hơn so với thị trường từ 500.000 đến tầm 700.000 đối với cái sản phẩm 506 này. Có khi là những cửa hàng nhỏ lẻ thì phải rẻ hơn tầm 1 triệu đến 1,5 triệu. Nên là các bác mua hàng yên tâm, số lượng bên em có và mua lẻ bên em cũng có. Và các bác cần quan tâm thì cứ liên hệ với bên em nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.